Rồi, xin chào quý vị các bạn đang quay trở lại với kênh Biên Hòa City nha. Tiếp tục thì bây giờ em lại đi một chặng đường quay ngược xuống thành phố Biên Hòa quý vị ơi. Video trước thì em chia sẻ với quý vị là em đi lên trên phường Hồ Nai, thì bây giờ em lại tiếp tục từ phường Hồ Nai em đi ngược xuống như thành phố Biên Hòa. Đó thì do công việc thôi cho nên là cứ chạy tới chạy lui. Thì tiện thể em sẽ ghi hình lại và em chia sẻ cho quý vị xem ha. Cho quý vị xem riết là quý vị thuộc cái cung đường này luôn. Đây là cung đường mà em hàng ngày em đi làm và em quay đi quay lại rất là nhiều lần. Cái chỗ này là thuộc phường Hồ Nai quý vị nhá. Đấy, ngay chỗ trường Hàng Diệu này, trường Hàng Diệu ở ngay khu vực giáo sư Hòa Hiệp và giáo sư Kim Bích này. Quý vị nào lúc trước ở khu phố 4 phường Hồ Nai thì quý vị sẽ nhận ra được liền cái chỗ này nha. Chờ đèn đỏ xíu cho quý vị nha. Ngay chỗ này là chỗ trường tiểu học Nguyễn Tri Phương. Người ta làm một cái đèn đỏ ở chỗ này để tránh cái tình trạng mà xe nó qua lại nhiều quá, để cho học sinh người ta qua đường ấy. Với lại nó có một cái đường để rẽ qua bên phía cầu sập chỗ này này, cái ngã ba này. Đó, người ta làm cái đèn xanh đèn đỏ cho nó an toàn. Rồi, chúng ta đi tiếp quý vị nha. Trước mắt quý vị đó là chiếc xe buýt số 3, tuyến số 3 là nó chạy từ Hồ Nai qua tới cầu Hoa An. Đấy quý vị nha. Đấy. Thì ở thành phố Biên Hòa, nếu như mà ai mà có nhu cầu muốn đi về cái hướng đó thì chúng ta sẽ bắt xe buýt số 3 để chúng ta đi. Tại vì có một số người thì thích đi xe buýt nhiều hơn là thích đi xe máy rồi xe ôm. Đi xe buýt lúc nào cũng nghĩ là an toàn nên là mọi người thích đi xe buýt hơn. Và giá nó cũng mềm nữa. Rồi ta đang đổ dốc xanh máu rồi nha. Bên tay phải là nghĩa trang giáo xứ Ba Đông. Thì bây giờ cũng còn khá là sớm, khoảng hơn 7 giờ thôi quý vị, khoảng hơn 7 giờ sáng thôi. Đó thì em đang đổ cái dốc này xuống ngay khu vực cầu xanh máu này quý vị ơi. Đây, cái chỗ này là có cái đường để đi vào bên trong khu phố 5 phường Trần Dài. Cái chỗ này thì hồi trước ấy không có cái chỗ mà qua đường đâu, nhưng mà về sau này thì người ta làm cái đường này mở rộng ra cho nên bắt buộc phải mở cái con lươn ra để cho qua đường. Nhưng mà khi mà mở cái chỗ qua đường này ra thì khá phức tạp, và cái tình trạng mà xe qua đường rồi chạy chen lấn chỗ này rất là nhiều và cũng khá là nguy hiểm quý vị nha. Đấy, cái chỗ này thì vẫn thuộc khu vực của phường Tân Hiệp. Đó, bắt đầu đi vào trong bên trong phường Tân Hiệp. Cái khu vực chỗ này ấy thì phường Tân Hiệp nằm bên phía tay trái là nhiều, còn bên phía tay phải là một phần là phường Trảng Dài và một phần là của phường Tân Hiệp quý vị nhé. Đó. Đường chỗ này khá là đẹp. Ngay cái chỗ này là hồi trước bên phía tay phải là cái vườn rau dăm đó quý vị. Vườn rau dăm ngay chỗ này nè. Về sau này thì đất đai có giá quá, người ta bỏ đi hết rồi. Người ta bỏ đi hết để cắt lô bán đất hết rồi. Nên chỗ này bây giờ là phát triển rất là tốt. Nhà cửa mọc lên san sát luôn. Các quán ăn, quán nhậu mở ra quá trời. Đó, khu chỗ này quý vị. Rồi, em đi tiếp con đường này quý vị nha. Đường này là đường Nguyễn Ái Quốc, hay còn gọi là quốc lộ 1A đó. Con đường mà quý vị thường xuyên được xem. Tại vì đây là con đường mà em hay đi làm cho nên là tiện thể thì em sẽ ghi hình lại để chia sẻ quý vị luôn. Cái đoạn chỗ này thì ở bên phía tay phải đó đa số là các công ty và các cơ quan hành chính nhà nước, cho nên là quý vị thấy nhà dân nó rất là thưa thớt đúng không? Đó, chỗ này là công ty giao thông vận tải này. Rồi xong là tới khúc chỗ này là một số cái siêu thị, rồi lại đến phòng cháy chữa cháy, công ty phòng cháy chữa cháy. Cho nên là cái khu vực chỗ này là nhà người dân khá là ít. Chỗ này vẫn thuộc phường Tân Hiệp quý vị nhé. Bên tay trái là phường Tân Hiệp và bên tay phải là một ít là thuộc phường Tân Hiệp và một ít là thuộc phường Trần Dài.
Còn Tân Hiệp thì nó chỉ có một chút xíu ở bên ngoài thôi, đi vào sâu tầm khoảng cỡ 100 mét là thuộc phường Nhân Dài rồi. Đó, thế chỗ này là gần cái chỗ khu vực ngã tư Tân Hiệp, là trung tâm thương mại Bixi quý vị nhé. Chỗ này thời gian gần đây khách phát triển khá là mạnh, mở ra rất là nhiều những cái trường mầm non. Đó, quán ăn quán nhậu này bây giờ đã đông nghẹt luôn rồi. Ở bên phía tay trái quý vị xa xa đó là trung tâm thương mại Bixi quý vị nhé, ngã tư Tân Hiệp, mọi người vẫn hay quen gọi là ngã tư Tân Phong ấy. Thì chúng ta sẽ có một cái đường cắt ngang, cái đường cắt ngang này là đường Đồng Khởi quý vị nhé, đi thẳng vào bên trong là đi vào Vĩnh Cửu. Rồi chúng ta chờ tay đèn đỏ xíu quý vị nhé. Wow, gặp đội quân đi quảng cáo, đội quân quảng cáo sản phẩm quý vị ơi. Đây là đang quảng cáo cái chiếc điện thoại Realme 3. Realme 3 này em nhớ không lầm như của hãng Xiaomi thì phải. Đặt mở bán lần đầu tiên này. Rồi đi tiếp quý vị nhé. Đấy, quý vị thấy này, mặc áo đồng phục màu vàng, áo đồng phục màu vàng đấy, đi quảng cáo ngoài đường. Thì những cái chương trình này đa số đều là những cái shop người ta thuê các bạn sinh viên học sinh đấy quý vị. Đấy, thuê các bạn sinh viên học sinh bắt đầu chạy ngoài đường diễu hành như thế này để quảng cáo sản phẩm mới cho người ta. Đó, hay quá trời hay luôn này. Đó, chiếc điện thoại này là Realme quý vị nha, giá có 2 triệu mấy, sao rẻ dữ trời. Đấy, có mấy bạn đi diễu hành vậy thôi. Rồi chúng ta bước qua chỗ này là phường Tân Phong quý vị nha, phường Tân Phong là phố Biên Hòa. Chỗ này bây giờ còn nhiều nhà vẫn chưa mở cửa nữa này, nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa nữa, mở cửa khá là trễ luôn. Đa số những cái chỗ này á, đều là các cái shop bán quần áo là nhiều quý vị, shop quần áo, cho nên là buổi tối á, thì người ta bán trễ quá, cho nên ban ngày người ta lại mở cửa trễ, thức khuya trễ quá thì ban ngày lại thức dậy trễ. Quý vị thấy không, các cái nhà chỗ này là vẫn còn đang đóng cửa này. Cái khu vực chỗ này á, thì có một số người người ta có nhà mặt tiền mặt đường như thế này, người ta không ở, người ta lại đi kiếm chỗ khác người ta ở, và người ta cho những người có nhu cầu buôn bán thuê mặt bằng ở đây để người ta buôn bán và kiếm tiền hàng tháng quý vị nhé. Đó, hiện tại bây giờ có khá là nhiều những cái hình thức như vậy, ví dụ như có nhà mặt tiền nhưng mà không có cái vốn để kinh doanh, hoặc là không có ý muốn là kinh doanh thì người ta sẽ cho người khác thuê mặt bằng và lấy tiền hàng tháng thôi quý vị. Đấy, cái chỗ này là khu vực bệnh viện Trung ương 2, thương đi Biên Hòa quý vị. Bên tay trái là trường Bùi Thị Xuân, trường từ tiểu học cho đến trung học phổ thông luôn. Thì đi đến cái đoạn chỗ này này là chúng ta sẽ gặp một cái ngã ba ha. Đó, nếu mà rẽ qua cái tay trái chúng ta sẽ qua cái đường Dương Tử Giang, là cái đường nối qua bên đường 5 nối dài đấy quý vị. Rồi chúng ta đi tiếp cái đường Nguyễn Ái Quốc quý vị nhé. Đó, nắng bây giờ bắt đầu lên nè, nắng mà lên cao là nắng vỡ đầu luôn quý vị. Thời tiết ở Biên Hòa mấy ngày hôm nay khá là nóng, mỗi khi mà nắng lên là khổ sở vô cùng. Đây, chúng ta qua cái cầu Tân Hiệp quý vị nhé. Qua cái cầu Tân Hiệp, mặc dù đang ở phường Tân Phong nhưng mà cái cầu thì vẫn là cầu Tân Hiệp. Đó, tới chỗ này lại có một cái đèn xanh đèn đỏ nữa này, để rẽ đi vào bên trong giáo xứ Thuận Hòa. Khu vực chỗ này là có nhà thờ giáo xứ Thuận Hòa, nhà thờ giáo xứ Phúc Hải, nhà thờ giáo xứ Bình Hải quý vị nhé. Đó, chúng ta sắp sửa đến nhà thờ giáo xứ Phúc Hải này. Đó, nhà thờ giáo xứ Phúc Hải. Rồi đến chợ Tân Phong. Thì chợ Tân Phong mọi người vẫn hay quen gọi là chợ Phúc Hải, bởi vì nó ở gần nhà thờ giáo xứ Phúc Hải, cho nên là mọi người vẫn quen gọi là chợ Phúc Hải. Đó, đây là chợ Tân Phong này quý vị nhé, bên phía tay phải em đây. Đó, buổi sáng mọi người đi chợ ở chỗ này cho nên là đường xá nó cứ hay láo nháo ở chỗ đó, qua đường lung tung hết.
Quý vị thấy nắng lên cao chưa? Đó, nắng lên cao kinh khủng luôn á. Thời tiết mấy ngày hôm nay ở Biên Hòa thì chỉ cần tầm khoảng cỡ 8 giờ, hơn 8 giờ xíu thôi là nắng lên rất là gắt quý vị. Nắng rất là gắt. Và bắt đầu nóng. Nắng nóng lên. Cho đến buổi trưa và tầm khoảng cỡ 8 giờ tối thì rất là nóng. Khí hậu rất là nóng quý vị. Cái đoạn này là sắp sửa đến cái khúc quân sự này. Khu quân sự ở đây rất là dài. Cái đường chỗ này nó hơi dốc một xíu quý vị nha. Đấy, quý vị thấy là cái dốc nó hơi xoài xoài lên chút xíu. Nhưng mà khá là dài. Cái dốc nó kéo dài tới chỗ nhà thi đấu luôn, gần ngay quảng trường tỉnh này. Wow, nắng dữ quá quý vị ơi. Nắng muốn cháy người luôn đó. Đoạn chỗ này nó hơi vắng, bây giờ này nó hơi vắng. Rồi chúng ta sắp sửa đến khu vực nhà thi đấu quý vị nha, nhà thi đấu Biên Hòa và quảng trường tỉnh. Đấy, bên phía tây phải là nhà thi đấu này. Cái đoạn chỗ này thì đa số bên phía tay phải đều là những cái khu vực cơ quan nhà nước. Rồi quảng trường không là chiếm hết một đoạn đường dài rồi, chỉ còn bên phía tay trái thôi quý vị. Hôm nay quảng trường lại có hội chợ gì nữa này. Đó, người ta đang trang trí ở đây này. Coi thử xem bữa nào có thì em sẽ ghé xuống quay chia sẻ với quý vị xem nha. Rồi chúng ta đang ở khu vực quảng trường tỉnh đó quý vị, quận Mít đấy. Thì từ nãy giờ em đã nhắc quý vị các bạn đi một vòng từ ở phường Hôn Hai đi xuống dưới tới quảng trường thành phố Biên Hòa rồi. Thì cái video này em xin tạm dừng tại đây nha. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video tiếp theo nha.